quý vị đang theo dõi bản tin Theo nhịp bóng lăn do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Linh, Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng DIC và tập đoàn SCG thực hiện. Thưa quý vị, dù là đội bóng non trẻ nhưng ở vòng loại bảng B, giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2018, câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu vẫn được đánh giá cao bởi có sự đầu tư bài bản và cả những thành quả bước đầu mà đội đã gặt hái, giành thắng lợi 9 trên 10 trận đấu để tiến tới vòng chung kết, trở thành đội xếp nhất bảng B. Chỉ còn vài ngày nữa, chính xác là 3 ngày nữa, câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu thi đấu trận quyết định để tiếp tục khẳng định vị thế. Với kỳ vọng là vị thế vô địch như từng là vô địch ở giải bóng đá hạng 3 quốc gia. Và trước khi bước vào trận đấu này, một lần nữa chúng ta nhìn lại hành trình đến vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Tiến. Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đã trận đầu tiên của mùa giải mới vào ngày 16 tháng 5 trên sân nhà Bà Rịa. Dưới áp lực từ sự kỳ vọng của gần 5.000 khán giả ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Tiến vẫn thể hiện một bản lĩnh thi đấu tuyệt vời, đánh bại đội khách câu lạc bộ bóng đá Long An với tỷ số 6-1. Đây là một trận cầu mãn nhãn bởi dưới sân các cầu thủ áo xanh liên tục ghi bàn, còn trên khán đài cũng liên tục dậy sóng cổ động cho Bà Rịa Vũng Tàu. Ở lượt trận thứ hai trên sân nhà, Bà Rịa Vũng Tàu một lần nữa lấy tròn 3 điểm trước Bến Tre và cùng thêm một lần nữa thu hút hơn 7.000 khán giả đến sân cổ động. Hơn 7.000 khán giả là con số kỷ lục trong các trận đấu của giải bóng đá hạng nhì quốc gia từ trước đến nay. Sau hai lượt trận thi đấu trên sân nhà, câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu có liền hai trận đấu trên sân khách trước các đối thủ An Giang và Vĩnh Long. Với hai trận này, Bà Rịa Vũng Tàu có một trận thua duy nhất khi đội bóng của chúng ta bị chủ nhà An Giang đánh bại 1-0. Tuy vậy, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hồng Tiến không đánh mất tinh thần mà đã vùng dậy mạnh mẽ để đè bẹp chủ nhà Vĩnh Long 0-4 ở lượt trận tiếp theo. Trở về sân nhà để gặp câu lạc bộ bóng đá Tiền Giang trong trận đấu cuối cùng của lượt đi diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 6. Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục giành tròn 3 điểm nhưng vẫn không thể lấy lại ngôi đầu bảng từ tay An Giang. Điều đó càng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Tiến thêm quyết tâm ở các trận đấu giai đoạn lượt về. Thực tế, khi giai đoạn lượt về khởi tranh, câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đã lập tức cho thấy khát vọng lấy lại vị trí đầu bảng. Hai trận đấu trên sân khách lần lượt trước Long An và Bến Tre, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hồng Tiến đều dồn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ với mỗi trận 5 bàn, tiếp tục bám sát đội đầu bảng An Giang chỉ một điểm ít hơn. Như vậy đồng nghĩa muốn lấy lại ngôi đầu bảng B, câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu buộc phải đánh bại An Giang ở lượt trận thứ 8. Được ví như trận chung kết của bảng đấu, chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu và An Giang đã cống hiến cho người xem một trận đấu vô cùng sôi động với tỷ số trận đấu được rượt đuổi nhau đầy kịch tính. Và tỷ số chỉ dừng lại khi hàng thủ Bà Rịa Vũng Tàu đẩy cao quyết tâm hơn trong những phút cuối, vượt qua An Giang 3-2. Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu vừa lấy lại ngôi đầu bảng B, vừa đặt vé tới vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia sớm trước hai vòng đấu. Mạch trận ấn tượng trên sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu được duy trì bằng chiến thắng đậm 6-1 trước câu lạc bộ bóng đá Vĩnh Long ở lượt trận thứ 9. Còn ở vòng đấu cuối cùng của vòng loại, dù chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhưng Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Tiền Giang để dẫn đầu bảng B một cách tuyệt đối. Dẫn đầu vòng loại bảng B cũng đồng nghĩa câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu chỉ gặp đội xếp thứ nhì bảng A là câu lạc bộ bóng đá Phù Đồng FC. Vì vậy, về mặt lý thuyết, đội bóng của chúng ta được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trong bóng đá biên độ dao động luôn vô cùng dù tới phút 89. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Tiến hiểu rất rõ điều đó nên đang hết sức thận trọng trước thềm trận đấu vòng chung kết. Thông tin về sự chuẩn bị của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu cho vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2018 cũng sẽ khép lại bản tin Theo nhịp bóng lăn tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào tối thứ Bảy. Không bao giờ được tự mãn chủ quan, đồng thời phải luôn cẩn trọng là những điều mà ban huấn luyện câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đề cao trong mỗi buổi tập trước mỗi trận đấu. Huống hồ là trận đối đầu với Phù Đồng FC ở vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia. Sớm di chuyển ra miền Trung để làm quen với thời tiết khí hậu, câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu cũng chọn cách tập kín để tránh sự nhòm ngó của đối thủ. Càng sát ngày thi đấu, ban huấn luyện càng chú trọng giữ thể trạng cho các cầu thủ hơn cả, tránh tối đa các tình huống dính chấn thương. Vì thế các buổi tập của đội luôn vang lên tiếng nhắc nhở cẩn thận tránh chấn thương từ huấn luyện viên bên ngoài đường biên. Hiện tại câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đang gặp một tổn thất đáng tiếc, đó là chấn thương của tiền vệ đội trưởng Bùi Đình Châu ở trận đấu gặp Vĩnh Long lượt trận thứ 3 của vòng loại. Sau gần một tháng nỗ lực điều trị, chấn thương rách dây chằng đầu gối phải của đội trưởng Bùi Đình Châu đang tiến triển khả quan. Tiền vệ này đã có thể tập nhẹ trở lại cùng các đồng đội. Tuy nhiên, theo kết luận của các bác sĩ, để tránh trường hợp chấn thương tái phát dẫn đến nặng hơn, tiền vệ mang áo số 18 buộc phải ngồi ngoài ở vòng chung kết.
Ngoài Bùi Đình Châu, tiền vệ Trần Phi Hà cũng đang phải chườm đá trong buổi tập diễn ra vào chiều qua, khiến quân số trong bài tập thi đấu đối kháng bị thiếu hụt. Theo thể thức thi đấu của vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2018, nếu kết thúc 90 phút vẫn không thể phân định thắng thua, hai đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu 11m. Để đề phòng cho trường hợp này có thể xảy ra, ban huấn luyện cũng đã yêu cầu các cầu thủ tập sút penalty. Ngoài câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu, các đội tham dự vòng chung kết cũng đã sớm có mặt ở Nha Trang để tập huấn. Và cũng như Bà Rịa Vũng Tàu, các đội đều chọn cách tập kín,